Với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam, Cuba, thấm tình đoàn kết, cuộc thi vẽ tranh ngày hội sắc màu năm 2023 vừa được Đoàn Thanh niên thị xã Phú Mỹ phối hợp với Hội đồng đội thị xã tổ chức. Cuộc thi nhằm giáo dục các em thiếu nhi về mối quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam, Cuba mà hai đảng và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp giữ gìn. Tham gia hội thi vẽ tranh sắc màu tuổi thơ thị xã Phú Mỹ năm 2023 có 97 học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tham gia. Trong thời gian 120 phút, các thí sinh vẽ tranh trên giấy trắng khổ A3 thể hiện mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, luôn kề vai sát cánh giữa Việt Nam và Cuba, tôn vinh những hình ảnh đẹp giữa người dân, thanh thiếu nhi hai nước, sự quyết tâm kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, hiểu biết về đất nước, con người Cuba, Chủ tịch Fidel Castro. Tranh được thể hiện bằng màu tự chọn như chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu.